cô em đi, đi xe ôm. Không có tiền. Cô em khéo đùa. Nhìn cô em như này mà không có tiền thì ai tin. Nhìn tôi làm sao? Thì nhìn cô em sang trọng, lịch sự chứ sao. Này, anh có thích tôi không? Sao đấy? Trả lời đi chứ. Đàn ông gì mà hèn đấy. Này á, tôi không hèn. Tôi thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Làm sao? Thật à? Này. Hả? Thế nhưng mà tôi là nĩ đấy. Sao đấy? Hối hận rồi à? Cô đang đùa tôi đúng không? 500. Qua nhà nghỉ bên kia, đi luôn. Thế là gái anh thật à? Đúng là hèn. Đã bảo tôi không hèn nhá. Thế cô có đi xe ôm không? Đã bảo là không có tiền nhá. Được rồi, 500. Đúng mà điều nhá. Cô lên xe, tôi bo cho cô luôn 50. Ok luôn, đi luôn đi. Nhanh thôi, kiếm tiền ăn sáng. Đói quá từ sáng giờ chưa ăn một cái gì cả. Cô nói thật à? Các anh này buồn cười thật đấy. Tôi đùa anh làm gì? Tôi thấy gái bán hoa các cô giàu lắm cơ mà. Sao cô thảm thế nhở? Hay là cô kén khách ấy? Kén cái con khỉ ấy. Trừ thể loại cắn kẹo mới gắn bi ra, tôi mẩn tất. Kể cũng lạ nhở. Hay là cô nghiện ma túy ấy? Này, sao anh đàn ông mà nhiều chuyện đấy? Có đi không thì bảo đấy. Đi thì đi rồi. Nhưng mà trước khi đi tôi tâm sự mỏng chút không được à? Đến khác, bây giờ tôi không có tâm trạng. Thế thôi, tôi đưa cô đi ăn trước đã. Này. Tôi mời. Cái gì? Cứ tưởng cô đùa, ai ngờ cô đói thật. Này, riêng con này ấy, chưa bao giờ biết đùa với mấy ông xe ôm nhá. Xe ôm thì làm sao? Xe ôm thì thế nào? Tôi nói gì động chạm đến anh mà anh cứ phải dãy lên như thế. Này, anh tốt bụng thật hay là anh bị ngu đấy? Tôi nói cho cô biết, tôi không ngu nhá. Thì không ngu. Không ngu thì đi vào thanh toán đi. Rồi kiếm chỗ nào đấy làm nháy nhé. Xong rồi nhá, bye bye. Từ từ, khoan đã. Sao đây? Này, muốn làm cái nữa à? Ok. Không phải, thằng này chưa muốn chết vì suy thận đâu. Chém gió, chắc là không đủ tiền chứ gì. Mà đã tiện ở trong này rồi, thì cứ mạnh dạn lên. Tôi giảm giá cho 50%, ok. Ý tôi không phải thế. Ý tôi là cô cho tôi số điện thoại. Thì ra là kết cách phục vụ của tôi rồi đúng không? Được thôi. Mà nhà cô có ở gần đây không? Để tôi đưa cô về. Không cần. Lục đợi mãi chả thấy ai, giờ thì lại dồn dập. Cô có khách à? Mà này, anh rảnh không? Đưa tôi đi. Sao? Tôi trả công anh đàng hoàng, chứ có bảo anh chở miễn phí đâu mà lo. Không phải vậy. Giời ạ, không phải thì mặc cái áo vào. Nhanh lên, khách đang đợi kìa. Đến nơi rồi. Cô làm tôi như trâu ấy nhở, bắt mới trả họ. Anh kiếm quán nước là ngồi tạm đi. Đợi chút nữa tôi xuống, anh đưa tôi về nhá. Cô này, cứ làm như biết mình đợi. Bảo có đợi ông ta.
Mình là CEO có trách nhiệm mà. Kiếm cái quán nào đợi vậy? Sao ngày khỏe thế nhở? Cả tiếng rồi vẫn chưa già. Cô bị sao đây? Không sao, gặp phải thằng biến thái thôi. Cái thằng khốn nạn này, để tôi lên xử đẹp nó. Anh ta là xã hội đen đấy, anh có giỏi thì vào đi. Thôi anh đưa tôi về đi, tôi mệt lắm. Sao thế? Này, nếu việc này vất vả như vậy thì cô nghỉ đi. Nghỉ á? Nghỉ thì tôi lấy gì mà sống? Anh có nuôi được tôi không? Đi, về đi. Mang mũ ấy. Đây của cô đây. Nay mày không đi lang thang tìm khách à? Mà ngồi đần mặt ra thế. Tại đây. Mày suy nghĩ cái gì mà cứ đần mặt ra thế? Vơ va vơ vẩn. Tao làm gì nghĩ đến ai đâu mà đần với chả khôn. À, rõ cái mặt rồi nhá. Mày đang tương tư con nào? Cương này, mày nghĩ thế nào về gánh ảnh? Gánh ảnh á? À? Toàn thứ xấu, tốt nhất không nên nghĩ. Thế không có trường hợp ngoại lệ à? Chắc là có, nhưng mà tỷ lệ thì ôi giời ơi, càng không nên nghĩ. Chắc là cô ấy làm trong số ít ỏi đó. Mà này, kể ra làm xe ôm như bọn anh cũng nhiều tiền phết nhở? Ngày nào cũng thấy có tiền đi chơi gái. Làm gì có đâu, tôi phải... Phải gì? Này, đừng có nói với tôi là anh vay lãi đi chơi gái nhé. Làm gì có chuyện đấy, vớ vẩn. Mà anh ấy, đúng là dở hơi cơ. Người ta đi chơi gái thì người ta thay đổi liên tục. Anh thì chỉ gọi mỗi mình tôi. Này, anh thích tôi đây à? Làm gì có. Tôi kệ xác anh đấy. Tôi đi đây. Mà này, cô lại đi khách đi à? Thì tất nhiên rồi, không đi lấy gì mà sống. Tôi thấy cô đi khách nhiều như vậy mà suốt ngày kêu không có tiền. Lạ nhỉ? Muốn biết tại sao tôi không có tiền à? Mà tùy đã, sao nhiều vậy? Thì như thế mới đủ chơi. Hóa ra cô chơi mấy thứ đấy thật à? Thì biết làm sao được, cuộc đời này chán quá mà. Tôi phải có mấy thứ đó thì mới tìm ra được niềm vui của mình. Này, cô ở lại đi, tôi bao cô nguyên đêm. Anh bị điên đấy à? Anh biết một đêm của tôi bao nhiêu tiền không? 2 triệu. Anh bao tôi thì tôi ở lại. Không được thì tạm biệt. Này, 2 triệu thì 2 triệu. Cô ở lại đi. Được thôi, để ban ngày đi bay tiếp cũng được. Tôi bao cô nguyên đêm mà sáng cô vẫn còn đi bay nữa à? Thằng này. Gì? Cứ lấm la lấm lét như thằng ăn cắp. Mày làm bổn công tử hơi nhột rồi đấy. Cường, mày còn tiền đấy không? Cho tao vay. Thằng này, dạo này mày làm cái gì mà cần nhiều tiền thế? Đấy là việc của tao. Mày không cần thì cho tao vay, có tao cách trả. Hôm kia tao vừa nhìn thấy mày like con mấy nào vào nhà nghỉ. Chả có nhẽ. Mày theo dõi tao đấy à? Tao thèm vào, chỉ là tình cờ thôi. Thôi được rồi, mày cho tao vay tiền đi, tao bỏ qua cho mày. Mày nói ngu cái gì vậy? Tao làm gì có tội mà cần mày bỏ qua? Với lại tao hết tiền rồi. Ê, bạn với chả bể, chó thế chứ lại. À, cái thằng chó này, mày vay tao hơn 10 triệu rồi đấy. Có tao cách trả. Tao có cướp của mày đâu mà mày cứ oang oang cái mồm lên thế hả? Thằng này, mày yêu đương kiểu gì mà tốn kém thế? Chắc chắn con này là con đào mỏ rồi. Mày bỏ nó ngay cho tao. Đào cái mặt mày, biết cái gì mà đào mới chả mỏ.
Cái thằng này nó u mê quá rồi. Phải gọi cho cái Phương Anh mới được. Alo em nghe. Lâu nay mày có khỏe không? Em khỏe. Sao tự nhiên hôm nay lại hỏi sức khỏe của em thế? Có chuyện gì thì nói đi. Mày còn tiền không? Em không có. Năm nay mất mùa mà. Mày xem ở trong làng ai vay được không? Mày vay cho tao ít, lãi cao cũng được. Ơ, này, anh cần tiền làm gì mà bất chấp thế? Tao cần làm ăn. Mày không cần quan tâm đâu. Cứ vay giúp tao, có tao khác trả. Nhưng em phải biết anh cần tiền làm gì chứ. Tao kinh doanh, mày không hiểu được đâu. Cứ giúp tao đi, thế nhá. Ông này, cần tiền làm gì mà thần thần bí bí thế nhở? Sao con bé Phương Anh lên đây làm gì thế nhỉ? Phương Anh, mày lên lúc nào đấy? Anh Cường, em vừa mới lên thôi. À, mà anh Tài nhà em đâu ạ? Nó vừa đi chở khách rồi. Thế mày không về phòng trọ nó, mày ra đây làm gì? Em ra đây hỏi anh mấy chuyện. Chuyện gì mà nhìn mặt mày nghiêm túc thế? Em hỏi anh Tài nhà em định kinh doanh cái gì mà cần nhiều tiền vậy ạ? Kinh doanh á? Sao tao không biết gì nhỉ? Nó nói với mày như thế à? Anh ấy còn bắt em đi vay lãi cao cho anh ấy nữa kìa. Lạ thật nhỉ. Tao không nghe nó nói gì về chuyện kinh doanh đâu nhỉ. Tôi chết rồi. Thằng này hỏng thật rồi. Mày lên lúc nào mà không gọi anh ra đón? Đi bộ về gì cho khổ. Sao thế? Không sao. Em nhìn anh như có vẻ đang rất vui thì phải. Chả mấy khi mày lên đi chơi. À, mày có vay được tiền cho tao không? Anh cần tiền để làm gì? Thì tao chẳng nói với mày làm gì à? Tao kinh doanh. Kinh doanh á? Anh Tài này. Em gặp anh Cường, nói chuyện với anh ấy rồi mới về đây đấy. Thôi chết rồi. Sao? Anh có gì muốn nói không? Thì tao không kinh doanh. Thế nhưng mà tao đang rất cần tiền. Nguyên nhân thì tao chưa nói với mày được. Mày đừng có bếp xếp với bố mẹ dưới quê đấy nhá. Con bé đó làm gì vậy? Con bé nào? Tao không hiểu. Em là em gái anh đấy. Chẳng lẽ anh không thể thật thà với em được à? Chuyện này... Thôi, để từ từ tao nói với mày, được không? Cô là ai? Mà tìm tôi có chuyện gì? Tôi là em gái của anh Tài. À, thì ra là như vậy à? Nhưng mà có sự nhầm lẫn gì ở đây thì phải. Anh trai cô là người mua, còn tôi chỉ là người bán. Vì thế cô không cần bảo tôi phải rời xa anh trai cô đâu. Sao chị lại nghĩ tôi sẽ nói vậy? Bao nhiêu năm tôi đi làm cái nghề này, còn có chuyện gì mà tôi chưa trải qua đâu. Thế nhưng lần này chị đoán sai rồi. Tôi đến cũng là chỉ muốn xem chị như thế nào thôi. Cô đùa tôi đây à? Anh trai tôi bất chấp, thậm chí đi vay lãi cao để được bên cạnh chị. Tôi là em gái anh ý, cũng là người đi vay tiền cho anh ý. Cho nên tôi muốn biết chị là con người như thế nào thôi. Cô nói cái gì cơ? Anh ta đi vay lãi á? Ông này đúng là điên thật rồi. Tôi thấy anh ấy rất yêu chị. Chưa bao giờ tôi thấy anh ấy như vậy cả. Tôi chỉ là một con điếm, yêu mới được cái gì. Chị phải biết tự trân trọng bản thân mình chứ. Sao chị lại nói theo kiểu bất cần như vậy được? Chị còn trẻ, tương lai còn rộng mở mà. Tương lai của cái nghề này rồi sẽ đi về đâu? Mà cô nghĩ gia đình của cô sẽ chấp nhận cho anh Tài yêu tôi à? Em đến rồi đấy à? Anh đợi em mãi. Có chuyện gì vậy?
Em làm thế là sao? Anh cầm về mà trả nợ đi. Từ nay trở đi đừng đến tìm tôi nữa. Ngọc, rốt cuộc em xảy ra chuyện gì vậy? Sao mà anh ngu thế? Tôi cứ tưởng là anh đi làm anh có tiền, chứ ai đời lại đi vay lãi cao để chơi gái bao giờ không biết. Em biết hết tất cả rồi. Anh về đi. Anh về lãi cao thật. Thế nhưng mà em sai rồi. Anh chưa bao giờ coi em là gái cả. Vậy anh trả tiền cho tôi để làm gì? Bởi vì anh không muốn em đi với thằng khác, rồi bị hành hạ như cái hôm ở khách sạn ý. Anh nói mấy lời đó để làm gì? Dù sao thì tôi cũng chỉ là một con đĩ, ngủ ngày, đêm bay. Chúng ta sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp đâu. Chỉ bằng hành động em vừa trả lại tiền cho anh, anh đã biết là mình không sai rồi. Tương lai thế nào là do mình. Anh có thể vì em mà bất chấp. Tại sao em không vì anh mà thay đổi chứ? Nói thì dễ, nhưng mà làm thì khó lắm. Tôi chứng kiến nhiều rồi. Anh nghĩ tình yêu của anh dành cho em có thể vượt qua được mọi khó khăn. Nào, tin anh đi.